chị Hoàng Thúy cũng đến từ lớp trưa, chị solo thể loại ballady, lớp cô Thảo. Một mùa Tết lại về, cả anh nhà mình lại đoàn tụ và cùng bao thứ bận đầy. Ông tôi giờ mưa già, cô đơn giữa muôn chung quên mất. Dù cho thân mơ mỏi mỏi, để người yêu người xin tha cho vòng vây. Thời gian dừng lại nơi đây, cho mấy những phút giây. Dừng cho bao mong mỏi mãi nơi đây, dù đôi. Đang đi dạo xíu thôi thì cũng có nghe nói là ngoài khu bến Bạch Đằng này đang có sự kiện, không ngờ nó đông như thế này luôn, mà trời là mới mưa nha các bạn, quá trời đông rồi, mới mưa mà vẫn đông như thế này. Các bạn không biết là lúc nãy mà không có mưa thì nó chắc là không có chỗ đứng luôn các bạn ha.
Cuối năm ngoái đến giờ thì cũng Sài Gòn cũng ít có sự kiện hội chợ lắm rồi, do mà ảnh hưởng của dịch Covid từ năm ngoái đó, các sự kiện đông người mình thấy cũng ít lắm. Nhưng mà có lẽ là như vậy thì hôm nay có cái sự kiện ở bến Bạch Đằng đây thì khá là đông. Tuy nhiên là mình thấy rằng cái này thì các gian hàng do là của, chắc có lẽ là do ban tổ chức người ta làm hết rồi, cho nên là các gian hàng nó thiếu cái màu sắc riêng đó bạn. Mỗi cái gian hàng nó cũng như cái gian hàng nào thì phải đến tận nơi mình đọc thì mình mới biết được là cái gian hàng đó nó là về cái gì hoặc là của cái nước nào. Đây là ẩm thực về du lịch, quảng bá du lịch. Quay được những cái hình ảnh ở cái hội chợ ở bến Bạch Đằng khá là sôi động của những ngày cuối tuần đầu tháng 12. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha, hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Bye bye.